Thưa quý vị, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GDP thành phố. Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những giải pháp quan trọng là Đà Nẵng triển khai đề án chuyển đổi số, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên thực tế, việc tham gia vào quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chậm bởi nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về chuyển đổi số và cho rằng chuyển đổi số tốn nhiều chi phí, thiếu nhân lực công nghệ, lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin nội bộ, bí mật kinh doanh. Đặc biệt, doanh nghiệp khó khăn trong việc xác định hướng đi, lộ trình cụ thể để chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ đủ khả năng chi trả cho sản xuất cơ bản, còn đầu tư lớn cho chuyển đổi số thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm được ngay bởi các vấn đề chi phí, tư vấn, định giá, giải pháp thực hiện. Một cái nhóm doanh nghiệp là những cái nhóm rất lớn để có thể phục vụ cho việc chuyển đổi số thì họ sẽ có những cái đơn vị tư vấn để có thể tư vấn cho việc chuyển đổi số. Nhưng mà nhóm doanh nghiệp còn lại chiếm 70% trên thị trường Việt Nam, đó là doanh nghiệp về SME, là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là những người bán hàng ở chợ, thì hầu như họ không nắm được này và không một ai có thể tư vấn để giúp cho họ chuyển đổi số. Chính như thế, về phía công ty là Nextpay cũng như tập đoàn Nextech thì luôn luôn tập trung vào nhóm doanh nghiệp là SME, vốn là những nhóm những người sẽ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Đây là nhóm mà sẽ được tập trung để hỗ trợ với chuyển đổi số bằng những cái buổi training đào tạo, bằng những cái buổi chia sẻ kiến thức và những kỹ năng phù hợp, và đặc biệt là chia sẻ những cái công cụ phù hợp với quá trình kinh doanh và phát triển của họ. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ cần làm. Nói về độ sẵn sàng thì theo tôi thì các cái doanh nghiệp nhỏ vừa ở Việt Nam là chưa thực sự sẵn sàng cho cái con đường chuyển đổi số này. Chính vì thế mà rất là cần những cái sự gọi là những cái phương án của nhà nước, có thể là hỗ trợ gọi là một cái hình thức mà chúng ta truyền thông, truyền bá đến từng các doanh nghiệp sự cần thiết của việc chuyển đổi số, cũng như là kết nối các cái nhà cung cấp chuyển đổi số với những cái doanh nghiệp hiện tại đang trên con đường chuyển đổi số và là rất cần các cái sự hỗ trợ từ cả nhà nước và các cái đơn vị chuyển đổi số như 1C. Đà Nẵng hiện có 35.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hầu hết các doanh nghiệp ở Đà Nẵng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn nhân lực về chuyển đổi số còn yếu, nguồn lực về tài chính, công nghệ hạn hẹp. Vì vậy, thành phố đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh thông qua việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tái đánh giá chuỗi giá trị, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp. Thành phố còn tổ chức các hoạt động văn phòng chuyển đổi số thành phố, tư vấn các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số. Có hai nhóm sản phẩm chính, đó là nhóm sản phẩm liên quan đến phần giải pháp thanh toán, tức là không sử dụng tiền mặt. Nhóm thứ hai là nhóm phần mềm giúp cho chuyển đổi số, thì bao gồm có phần mềm phía bên trong nội bộ, như là phần mềm về nhân sự, rồi phần mềm về quản lý và các phần mềm khác, và nhóm phần mềm liên quan đến từng nhóm ngành, như là nhóm ngành liên quan đến F&B, nhóm ngành kinh doanh liên quan ẩm thực, rồi nhóm ngành về thời trang làm đẹp và nhóm ngành bán lẻ. Ngoài ra thì Nextpay còn cung cấp thêm cái về giải pháp cung ứng vốn dành cho doanh nghiệp, thì đó là những cái hiện tại bây giờ Nextpay đang cung cấp nhóm tới đối tượng khách hàng ở Đà Nẵng. Ngoài ra thì toàn bộ miền Trung thì đều đã cung cấp cái nhóm giải pháp này. Thì Nextpay hiện tại đã cung cấp cho khoảng từ 7-10.000 cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Thì 1C là sẵn sàng cung cấp các cái giải pháp phần mềm với cái mức giá rất là tốt, ưu đãi, thậm chí là miễn phí một số các giải pháp phần mềm nhỏ hơn cho doanh nghiệp, và có cả những cái tư vấn, có thể là có những cái tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp nữa. Thì rất mong cái sự kết nối đến từ ban lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đến nay, 100% phường xã trên địa bàn Đà Nẵng đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Có hơn 83% số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng hợp đồng điện tử, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Trên thực tế, việc lựa chọn hướng đi, đào tạo nhân lực, đầu tư nguồn lực tài chính trong quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn nhất định. Nhưng để phát triển và hội nhập thì doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc, bởi chuyển đổi số là một xu thế tất yếu trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.